Bữa giờ em lên cho anh chị là cái con siêu QKR 270 210, phiên bản thùng full inox cũng có, thùng full inox bứng nhôm cũng có và thùng tiêu chuẩn cũng có luôn. Thì hôm nay em lên thêm một cái phiên bản thùng tiêu chuẩn nhưng mà thêm một số chi tiết nữa, tại vì nhiều khách hàng đi đồ khô người ta không cần nhất thiết phải làm full inox, tốn kém chi phí. Thì mình sẽ có nhiều cái kiểu để cho, thứ nhất là cái xe mình nó sẽ bền đẹp và giá tiền hợp lý. Những cái chỗ mà hay tiếp xúc với nước á, thì mình sẽ làm inox để cho nó giảm thiểu cái tình trạng mà hư thùng, xét thùng nha anh chị. Thì trước mặt anh chị là cái mẫu xe QKR 270 tải trọng 2,8 tấn, thì em có làm như cái lường inox, tay khố bản lề inox và cản inox. Thì cái kiểu này phát sinh không bao nhiêu tiền so với thùng tiêu chuẩn, nhưng mà chúng ta sẽ có một cái thùng nó chất lượng hơn một xíu so với là cái phiên bản thùng tiêu chuẩn nha anh chị. Nếu anh chị nào mà đang có nhu cầu lấy một con xe như thế này thì cứ nhắn tin cho em sẽ tư vấn rõ chi tiết và cũng như giá cả cho anh chị nha. Và hiện tại giá con xe QKR 270 thì cũng đang có nhiều cái chương trình khuyến mãi anh chị. Anh chị mua trả góp thì đưa trước cho bên em tầm khoảng 101 đến 102 là có thể nhận được xe. Và cái thùng tiêu chuẩn lăn bánh ấy thì dao động tầm khoảng 508 đến là 509, tùy tỉnh. Đang có cái giá rất là tốt nha anh chị, vào như đầu năm hoặc là những cuối năm thì giá lanh quanh lăn bánh phải hơn 600 đó, thì bây giờ chỉ còn 508 đến 509 thôi đó, giá rất là tốt nha anh chị. Nên là anh chị nào đang có nhu cầu mua xe thì cứ alo cho em sớm để em có những cái chương trình khuyến mãi, thì em sẽ áp dụng cho ngay anh chị luôn để anh chị mua xe có thể là rẻ nhất và giá cả hợp lý nhất nha. Thì anh chị sẽ thấy phiên bản thùng tiêu chuẩn của chúng ta sẽ có cái vách ngoài chúng ta vẫn được là inox 430, vách trong tôn kẽm trụ sắt, rồi khung ba bửng bằng sắt. Thì em có thay thế một xíu là cái tay khố bản lề bằng inox, rồi cái lường inox bạc 5 mảnh, cản inox. Thì mấy cái này nó phát sinh đâu đó hơn 10 triệu một xíu thôi anh chị, là có vách trước áp cabin là inox dập lá me luôn. Còn như anh chị nào mà đi đồ nước nữa thì chúng ta có thể làm một cái sàn inox giống như cái kiểu con xe em đang quay như thế này cho anh chị nè. Sàn inox dập sóng, thì ngồi inox dập sóng thì chúng ta có thể làm kiểu inox loại inox phẳng nè, inox dập lá me như cái vách áp cabin em anh chị đang thấy nè. Đó, vách áp cabin như thế này là dập lá me cho những vị khách hàng đi phi đi sọt mà dễ hàng dễ trơn trượt á, thì chúng ta lấy kiểu đó. Còn như mà đi hàng mà có nước thì chúng ta sẽ làm dập sóng và có máng thoát nước, có van xả thoát nước. Đó thì nó sẽ tốt hơn so với lại cái những cái thùng mà phẳng để nước nó tràn ra nhanh chị. Thì anh chị phải gọi cho em, thì anh chị phải nhắn tin cho em thì em mới biết được anh chị chở hàng gì, và em sẽ tư vấn cho anh chị cái kiểu thùng nó tốt nhất, hợp lý với túi tiền, và cũng như là cái công năng hàng hóa anh chị đi làm sao cho mà mình có một con xe nó tốt và chất lượng nó ok, nó ổn định. Và cái quan trọng nhất là cái giá tiền đầu tư ban đầu nó phải hợp lý, chứ không phải mà mình nhiều tiền hay là mình đầu tư một cái con xe nó phung phí, những cái có inox nhiều quá thì đâm ra nó không đúng công năng thì nó lãng phí tiền. Và thời buổi bây giờ tiền thì kiếm ra rất là khó khăn, nên là anh chị nào đang có nhu cầu thì tiết kiệm được những gì thì tiết kiệm, cứ nhắn cho em sẽ hỗ trợ anh chị tối đa khi anh chị mua xe. Và kèm theo đó là những chương trình khuyến mãi cũng như quà tặng cực nhiều cho anh chị khi anh chị liên hệ với Khanh nha. Rồi cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và theo dõi Khanh trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.